Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là motor quạt gió két nước của Hyundai Avante 2014, sản phẩm được sản xuất bởi công ty Halon tại Hàn Quốc. Mã sản phẩm của nó là 25386 2H051H, và đây chính là cái chi tiết của cái hình ảnh cái motor này. Cái motor thì được thiết kế nó hơi khác so với cái dòng Molin, là ba tai bắt của nó này, anh em nhìn nhé. Đây, thân motor dày hơn này, công ty HCC này. Hai giắc điện đây. Đây, chúng ta tháo con ốc này ra, chúng ta lắp cánh vào là xong. Phần bên trong của quạt thì được thiết kế rất là nhiều dây đồng, cầm lên khá là đầm tay, nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như thời gian sử dụng này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Lượng đồng rất là nhiều này. Anh em mà có quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.